Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh thông tin Hair Info Dược sĩ Cộng đồng. Và trong video tiếp theo ngày hôm nay, chúng mình xin được giới thiệu đến thông tin về Acid Tranexamic, một loại thuốc thường được sử dụng phổ biến trong điều trị các bệnh liên quan tới huyết học. Nào, cùng chúng mình bắt đầu thôi. Video ngày hôm nay của chúng mình sẽ mang tới các nội dung về chỉ định, chống chỉ định của thuốc, dược lực học cũng như cơ chế tác dụng của acid tranexamic, tác dụng phụ, liều lượng và những lưu ý khi sử dụng thuốc trong điều trị. Acid tranexamic là một thuốc cầm máu chống sợi, tiêu sợi huyết, dùng trong trường hợp xuất huyết nặng. Chỉ định thuốc được sử dụng cho bệnh nhân mắc bệnh máu khó đông, sử dụng trong thời gian ngắn từ 2 đến 8 ngày để giảm hoặc ngăn ngừa xuất huyết và giảm nhu cầu điều trị thay thế trong và sau khi nhổ răng. Nó cũng có thể được sử dụng trong các trường hợp chảy máu quá nhiều trong kỳ kinh nguyệt, phẫu thuật hoặc chấn thương. Tương tự các loại thuốc khác, acid tranexamic chống chỉ định khi bệnh nhân có tiền sử quá mỏng với thuốc hoặc bất kỳ thành phần khác của công thức. Ngoài ra, nó còn chống chỉ định trong trường hợp chảy máu nội sọ, các khiếm khuyết nhồi máu đã biết, hoặc bệnh nhân có tiền sử bị huyết khối tĩnh mạch, hoặc động mạch, hoặc bệnh huyết khối tắc mạch đang hoạt động, và thuốc chống chỉ định hơn 3 giờ kể từ khi bị chấn thương. Về dược lực học, acid tranexamic là một chất chống tiêu sợi huyết, ức chế cạnh tranh sự hoạt hóa của plasminogen thành plasmin. Thuốc ức chế cạnh tranh hoạt hóa plasminogen và ở nồng độ cao hơn nhiều. Chất ức chế không cạnh tranh của plasmin như acid aminocaproic. Acid tranexamic liên kết mạnh hơn với acid aminocaproic vào cả vị trí thụ thể mạnh và yếu của phân tử plasminogen, theo tỷ lệ tương ứng với sự khác biệt về hiệu lực giữa các hợp chất. Acid tranexamic ở nồng độ 1mg trên ml không kết tụ tiểu cầu trong ống nghiệm. Ở những bệnh nhân bị phù mạch di truyền, việc ức chế sự hình thành và hoạt động của plasmin bởi acid tranexamic có thể ngăn chặn các cuộc tấn công của phù mạch bằng cách giảm sự hoạt hóa do plasmin gây ra đối với protein bổ thể đầu tiên C1. Đi sâu hơn về cơ chế tác dụng của thuốc, acid tranexamic ức chế cạnh tranh sự hoạt hóa của plasminogen thông qua liên kết với vùng Kringle. Do đó, nó sẽ làm giảm sự chuyển đổi plasminogen thành plasmin, hay còn có tên gọi khác là fibrinolysin, một enzyme làm phân hủy cục máu đông fibrin, fibrinogen và các protein hết cơ khác, bao gồm cả yếu tố gây đông máu 5 và 8. Nó cũng ức chế trực tiếp hoạt động của plasmin nhưng cần dùng liều cao hơn mức cần thiết để giảm sự hình thành plasmin. Thời gian bán hủy sinh học của thuốc trong dịch khó khoảng 3 giờ. Về tác dụng phụ, các tác dụng phụ phổ biến do acid tranexamic gây ra bao gồm có da nhợt nhạt, khó thở khi gắng sức, chảy máu hoặc bầm tím bất thường, mệt mỏi hoặc suy nhược. Ngoài ra, các tác dụng phụ ít phổ biến hơn như lo lắng, thay đổi tầm nhìn, đau hoặc tức ngực, lú lẫn, ho, khó nuốt, chóng mặt hoặc choáng váng ngất xỉu, tim đập nhanh, tê tay đau đỏ hoặc sưng ở cánh tay hoặc chân, bong mắt hoặc sưng mí mắt hoặc xung quanh mắt, mặt, môi hoặc lưỡi, phát ban da, phát ban hoặc ngứa. Triệu chứng của quá liều acid tranexamic có thể là buồn nôn, nôn và các triệu chứng tư thế đứng như là hạ huyết áp. Về liều lượng trong điều trị chảy máu kinh nguyệt nhiều theo chu kỳ, liều lượng khuyến cáo sử dụng cho người lớn và trẻ trên 12 tuổi là từ 1.300mg uống 3 lần mỗi ngày trong tối đa 5 ngày kinh. Về các lưu ý khi sử dụng thuốc của phụ nữ và có thai và cho con bú, thì acid tranexamic là một loại thuốc được phân loại thai kỳ B theo FDA. Thuốc đi qua nhau thai và nồng độ trong máu cũng rõ tương tự như huyết thanh ở người mẹ.
Đối với phụ nữ cho con bú thì không tìm thấy sự gia tăng của các kết quả bất lợi lâu dài ở trẻ sơ sinh do tiếp xúc với thuốc khi trẻ bú mẹ. Dữ liệu kết hợp các ước tính trước đây về khả năng tiếp xúc với thuốc rất thấp để hỗ trợ cho việc tiếp tục cho con bú ở phụ nữ cần điều trị bằng acid tranexamic. Trên đây là các thông tin liên quan tới acid tranexamic. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh Hair Info để cập nhật thêm những thông tin hữu ích tiếp theo nhé. Bye bye và hẹn gặp lại.